của mình anh Vinh khác vậy? Tự nhiên mình nổi bật phải không? Mình là coi như là đâu có ý đâu, em đâu có qua ý. Đây đây, qua đây đi Vinh. Qua đây. Qua đây đi. Đều trắng hết. Người ta là vô một cái tông trắng trinh nguyên. Còn cái tông này cái tông bà thím với ông chú. Đây là yêu đời. Cái gì? Đây yêu đời anh màu hồng. Còn cái bên? Màu xanh mạnh mẽ của đàn ông. Mạnh mẽ của đàn ông. Rồi, riêng ngày hôm nay chú Thí Minh làm MC với lại Harry Won luôn. Mình vô. Ủa? Xin luôn. Ơi, cái cơ hội mà ngàn năm mới có một lần. Là anh Giang sẽ ăn bột đúng không? Dạ. Cho anh Giang ăn bột một lần. Ủa thế thiệt luôn á hả? Vâng, chào mừng quý vị đến với chương trình Siêu Bất Ngờ. Vâng, chương trình của chúng tôi nè, kính thưa quý vị thân mến, bây giờ tôi chấp luôn một mình Harry Won mà nói được cái luật mà nó như ý, tặng cho Harry Won 50 triệu. Tôi giờ một chân thế Vinh luôn mà anh chấp luôn. Vinh làm gì biết cái luật mà nói là hiểu cặn kẽ được. À, đúng rồi, anh đâu biết luật đâu nhỉ anh chị. Em chấp luôn. Em mà nói được cái là anh sẽ cho em 50 triệu phải không? Anh sẽ cho em 50 triệu mua cái vé VIP về Hàn Quốc ở. Nếu mà Harry nhận được 50 triệu, Harry sẽ bao hết trà sữa luôn. Còn nếu ngược lại, em đọc và khán giả và những người chơi đây không hiểu luật của năm nay, anh chỉ lấy em 500 ngàn thôi. Em lên 500 ngàn. Báo luôn. Thưa quý vị, chương trình Siêu Bất Ngờ là thử tài phán đoán của người chơi. Nói chung là ba vòng đầu thì cũng như cũ mà thôi. Các bạn sẽ quay lưng với sân khấu. Tài năng của chúng tôi sẽ xuất hiện. Tài năng nam nữ đều có luôn. À. Con người, con thú cũng có luôn. Đúng. Dạ. Và cảm thấy mình nghe, ê, có vẻ đây là tài năng thiệt. À, là lúc đó mình nói ê. Mình nói ê luôn hay sao? Cũng được. À, okay. Wow, cũng được luôn. À. Cái gì cũng chấp nhận hết. Và nếu cảm thấy đây là tài năng thiệt thì các bạn cứ quay lại với sân khấu. Giống như là tôi nói là Trương Thế Vinh sẽ xuất hiện. Và anh Thế Vinh nói xin chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Nghe giọng ê, đây anh Trương Thế Vinh thiệt mà. Thì các bạn quay lại. Còn ê, tôi thấy là cái này là xạo nha. Thì đừng quay lại. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Nếu như các bạn quay lại mà đây là tài năng thiệt thì 5 triệu đồng sẽ chia đều cho những người quay lại. Và nếu như mời Trương Thế Vinh mà không có Trương Thế Vinh mà có Harry Won thì các bạn sẽ ăn bột. Hiểu rồi. Còn không quay lại sao? Không quay lại. Nếu như Thôi em chịu thua. Một lần luôn nó được. Em phải tự bước đi đôi chân của mình đi Harry à. Dạ. À, anh xin mời anh gì anh xin. Trời ơi, hồi nãy thưa quý vị, Ngân bước vào phòng thấy anh chàng Giang. Xong cái anh Giang, em biết bữa nay ập bột nên em đã đội nón để khỏi dính tóc. Wow. Anh trả lời một câu thông minh liền. Anh không ập lên đầu, nhập thẳng vô mặt. Anh rất thông minh. Chứ sao? Nể anh quá. Em nhìn đi, cái cặp lông mi đó mà dính ba lạng bột mì thì sao? Nhưng mà nở lần nào anh lại ập thẳng vô mặt em được đúng không anh? Nở chứ. Anh thì cái gì cũng dám làm đó. Ê, hôm nay style của anh em style Việt Nam đơn giản dễ hiểu. Cái da của anh đẹp trắng nhưng mà em cũng đừng nên làm. Ngân ơi, sao giờ này em táo bạo vậy? Ngân ơi, em phải bảo vệ ánh mắt của khán giả. Trời, một câu vô cùng thâm thúy. Ngân ơi, em phải bảo vệ ánh mắt của khán giả. Tức là khi khán giả nhìn vào Đức là sẽ bị hoại tử cặp mắt. Không, sẽ bị thu hút và cái sự quyến rũ của em nó lan tỏa ra. Thôi đi vô, nghe nói vô đó muốn chơi liền. Đây là gu của em đúng không? Dạ. Nhưng em nhìn đi, năm người này chưa chắc cái độ quyến rũ bằng anh đâu. Em đang suy nghĩ là mình đàn ông không cần nói nhiều, mở lên đây.
Trời ơi, trời ơi. Đi hả? Mời anh, này. Mời anh. Nên lên, nên lên. Để thấy được độ quyến rũ. Ở đó. Giữa chứ, ở giữa. Đây, 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 đây. Trời ơi. Ở mặt anh đứng khác liền. Lòng anh chưa đam đâu, nhưng khi một mình thì lại không. Cô to ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Không cần nói gì cả, hình ảnh sẽ minh họa tất cả. Anh tự tin lên, anh tự tin lên. Anh đây đàn ông là tự tin đó. Xin của nhau, tình nhân là bản thân của nhau. Chắc anh không cần người mà em đang sao. Trời ơi, mọi người hiểu hình ảnh đó không? Ngân đi bớt cái bước chân là anh biết. Về đi, nhục thì bà đứng ngoài. Trời. Rồi, cảm ơn mọi người, mời mọi người vào làm em. Vô nè, vô. Vô đi. Anh biết đánh trống mà anh đánh vô đi. Đi em vô đi cho anh, em hãy thể hiện tài năng đi cho người ta biết em là vợ Trấn Thành. Em không có tài năng bắt em rồi. Anh cứ đi đi nha, em biết bạn anh cứ đi đi không. Thì anh cứ đi đi hay cứ xa em cứ xa nhau thì em thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi về đâu khi hai ta lạc mất nhau. Mình buồn thì tim mình đau, mình buồn thì tim mình đau. Mình buồn thì anh hát đau, tình lời buồn chưa hết câu, nước mắt ta dâng khóe sầu. Bên nhau nếu không vui thì muốn thấy anh cười để đâu. Bỏ mặc em. Hay quá. Hay quá. Trời ơi, lâu quá em không đánh trống. Em cái gì cũng đánh được, chồng em cũng đánh được mà. Dạ, để anh hỏi vì sao cô đơn nha. Vì sao cổng của Quỳnh cô đơn? Đừng hỏi. Thấy độc bạo. Lạnh quá hả? Lạnh quá hả? Rồi, khách mời cuối cùng của chúng tôi cũng là một người cô đơn phải không anh? Đúng vậy. Vì sao cô đơn? Hãy đọc báo. Tất cả những người chơi đều đang single, cô đơn một mình. Không có ai theo. Cuộc sống mà. Yeah. Ủa mà em thấy mọi người ai cũng hạnh phúc hết trơn. Thấy hạnh phúc mà. Họ đang hài lòng với cái hiện tại của họ. Không có đâu anh. À bên em, ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm hả? Em chỉ giấu cho riêng em biết thôi. Đâu quá, đâu ở đây nè. Cái nét giống ai? Cái nét giống MC nào nè? Giống anh Bắp. Bắt đầu vô duyên rồi đó. Duyên nặng đó. Tự nhiên nhắc tới cái chuyện tan vỡ người ta 8 năm trời người ta quen nhau nhắc chị. Được, ủa nói nghe nè mọi người. Nhắc tới nha. Chuyện 8 năm. Mọi người ơi, chương trình siêu bất nha mọi người. Con là nghệ sĩ hài là sao con nhái mấy cô chú trên mạng á hả? Dạ. Con nhái được cô Khổng Tú Quỳnh không? Dạ được. Nhái được chú Ngô Kiến Huy không? Dạ được. Ừ. Thì bây giờ trong trường hợp Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh. Đừng ai nhắc đến anh một lần để em bớt chơi vơi khi nghĩ tới. Và bây giờ thì cuộc đời mình còn sợ gì nữa đâu, đúng không Quỳnh? Cay đắng đã trải qua nhiều mà, ngại gì nữa, đúng không? Cái tình bột mình có là cái gì so với nỗi đau mình đã gánh chịu? Thấy hay không? Quá hay, tiếng đàn réo rắt tâm can. Tiếng đàn này mà những người chia tay người yêu mà ngồi trong một căn phòng tối bên một ly rượu vang là chỉ có khóc thôi. Anh nhạc buồn gì nhạc buồn chứ, cả một bầu trời thanh xuân của mình mà em. Cái cục có gì vậy em nghe giới thiệu đàn ông thì em ráng đi ra vậy mà em thấy mặt anh chị cái em xì luôn, em bị tụ. Cái bộ đồ này là của cháu mình phải không? Dạ không phải, tại vì biết sao không anh, tại vì hồi đó cũng mập á, xong giảm cân cái mình ốm rồi cái mình bận ôm sát vậy nè. Dạ chứ bây giờ mình bận đồ rộng á thì người ta nói mình mập đúng không? Không sao đâu, quen rồi. Quen hả? Thôi mình mà mời tiếp theo đi anh. Tiếp theo. Vâng. Bạn này cũng rất là men. Men, men luôn. Rất men. Wow. Bạn đó là anh Tú. Em chào anh Trường Giang, chào chị Harry Won và chào quý vị khán giả. Hết. Đó. Ngắn gọn. Đàn ông ghê, mặc áo bò sữa được. Đúng rồi, mặc áo bò sữa được. Dạ. Không, cái áo này có một cái quá khứ của nó, một có cái lý lịch luôn. Lý lịch luôn. Sở dĩ ngày hôm nay đi chơi siêu bất ngờ bận áo bò sữa là tại sao? Nếu mà có chọn sai á thì người ta chửi ngu như bò, tại vì bận áo con bò. Ừ. Đó, vậy thôi. Đó, vậy thôi.
qua đây luôn. Qua đi. Qua đây. Qua đây. Ủa, phim trường mình dạ. mở máy lạnh nhiều quá vậy ta. Không có ai mà tự nói mình như vậy hết trơn á. Thôi kệ, mình tự nhận đi anh. Cái rồi. Vị trí này là vị trí rớt miếng. Vị rớt miếng. Còn ai mà vui lại trong vòng nữa. Bây giờ tiếp theo không biết có rớt miếng tiếp hay không. Vâng, xin mời Tajio. À mình biết luôn. Từ đâu mà. Không nói chuyện. Vô rớt liền. Hay quá bà Dô ơi. Anh Giang xí cho em hỏi. Nãy hãy chịu ra nói cái gì mà tụi em đi sâu lưng nó bị ảnh hưởng vậy. Hãy chịu ra nói về chuyện đời chuyện nghề thôi. Nó không mắc cười không sao đâu. Anh ơi, em hy vọng về nhân vật này. Đây là một nhân vật huyền thoại. Vâng, xin mời Chí Thiện. Chào anh Giang, chào Harry. Đứa này hả? Không, từ từ, đứng ra đi. Nó nói hơi vài câu để coi. Đúng rồi. Xin chào quý vị khán giả và xin chào tất cả mọi người. Rồi, mình đứng quân kia nè. Cái vị trí này là vị trí rớt miếng. Thôi, xin mời. Như vậy thôi hả? Ừ. Rồi bây giờ sẽ có một người cuối cùng. Đó là một người con gái xinh đẹp, duyên dáng, hát hay và phù hợp với nhiều loại chương trình khác nhau. Tức là khi mà cần nghiêm túc thì nghiêm túc, khi cần quậy thì quậy, khi cần lầy thì lầy. Ở trong này chúng tôi xin mời Bajo đứng lên phía trước và tiến về bên đây. Đó. Vì sao? Vì Bajo là người đã có gia đình, đúng không? Thì người con gái này hiện tại chưa có gia đình. Và ba bạn bên kia cũng chưa có gia đình. Nhưng mà vậy thì Hải Triều cũng phải qua đầu em chứ. Ủa, Hải Triều chưa có gia đình mà. Thì đúng là Hải Triều chưa có gia đình, nhưng mà Hải Triều không có cái nhu cầu lấy vợ. Nhưng mà tôi cũng không có nhu cầu đứng kế bên anh. Ok. Vâng, xin giới thiệu Ái Phương. Thấy không? Xin chào mọi người ạ. Em đứng rồi, em không? Xin chào Ái Phương. Các bạn cũng biết Ái Phương rồi, thấy không? Hát hay, nhẹ nhàng, lãng mạn, đóng phim cũng giỏi. Nói chung là các thể loại là Ái Phương thầu hết. Thì bên gia đình mình đã có ai có bạn trai bạn gái gì chưa? Còn Chí Thiện với lại anh Tú đang độc thân đúng không? Dạ, độc thân. Nhưng mà sao giống như là có yêu cặp nhau, sao mang dài mang nghỉ cặp rồi trời. Cái tình yêu này giấu kín nãy giờ mà giờ mới lộ. Nãy giờ không anh thấy luôn á. Một cái chi tiết rất nhỏ và rất là gọi là tinh tế, tinh tế của anh Tú thấy không? Ở đây có mình Hải Triều, có bạn trai, có nghĩa là có hai người độc thân. Nó ghép vô luôn rồi. Mình vô chương trình đi. Không có ai đứng được trong cái vòng này đâu. Anh nhìn nó có thấy nét phu thê không? Đâu qua đó vậy? Không, nếu anh đi theo em á thì anh đồng tình đúng không? Anh đồng tình. Cho nên mà đứng không đi theo, không đi theo á tức là giống như là cố giấu mình. Giang em nên đi đâu anh Giang? Hồi xưa tướng em cũng vậy đó anh. Nè, nhìn làm gương nghe chưa? Lấy vợ đi. Đây. Không thiệt, hồi xưa Bajo cũng như bạn này nè. Ờ. Lực lượng cũng sit back rồi ha. Ok. Từ khi lấy vợ là anh đừng có nói cho hay, 5 năm sau anh cũng biết cái cảnh nghe anh Giang. Mới có 2-3 tháng là anh đã bị.